gì nào? Mua gì? Mua gì? Mua sữa nhá. Mua sữa cho các bé nhá. Mua sữa. Đây. Các bé làm gì đấy? Đây, một bị biến cho em nhé, hợp bị hút nghi á. Cái tạ dán á, lại sơ sinh. Với một tỷ khăn giấy á, cô. Hai hai lóc cửa bắt TH lấy TH. Đây đây đây, có bi có bi có bi. Đây đây đây. Có chậu gừng không? Đây. Kẹo là kẹo là ăn hết. Nè bà cha nè. Một bị tạ giá. Một bị khăn giấy hết nữa. Nha. Tôi sửa cho cô đi nha. Đây, rồi. Mẹ sẽ bao nhiêu tiền này coi. Tâm tử. Anh chị ổng có coi em biết chạy rừng nó ăn nó. Đó là sao không đưa vào đó, cô đi. Nhiều quá. Để cho phải rồi. Đi nha. Em về đi. Rồi, đi về thôi. Đi nào, có bên nào. Đi về nào. Này, đi về. Về bà bỏ mình nha ha. Em buồn ngủ hả? Mẹ ru em ngủ nha. Nha, ru cho con ngủ nha, Seri nha. Ôi, ôi gì vậy? Mẹ ru ngủ nè, Nhặt cho mẹ. Em bị rơi chơi tắt hả? Anh chăm em hả? Ba đeo. Để bà đeo đi. Đi đây nào, đi đây. Hai ba con đi đâu về á? Bà mới đi mua điểm cho em bé nè. Đây là của em bé này. Yeah. Này, tờ giấy của em bé này. À, chuẩn bị ướt. Đây là của cô Vi với anh Bình. Yeah. Đây là của cô Vi. Nhiều không? Rồi. Cô Vi một lớp, anh Bình một lớp. Nha. Yeah. Ướt hết rồi lại mua nữa nha. Ngoan nha. Đó, anh à, cô Vi đang ngoan mà. Ghen là có ghen đâu nghe. Ấm em bé mà không ổn cô Vi vậy? À. Siri. Siri ơi, ba gọi này. Tại sao không ngủ hả? Ba gọi Siri này. Hôm nay thức à? Nên thích nói chuyện với mẹ hả? Ê, dạ. Cô Vi lại đây ba nào. Giờ ba phát sữa đi em. Uống nha, cô Vi nha. Phát sữa nha. Nha. Ừ. Lấy bình sữa đây, bà lấy ra. Bình sữa đây. Anh cha, giỏi vậy ta. Đây. Vội thế, đi đây. Làm gì mà tưng bừng lên thế. Ôi, con Vi uống sữa hả? Con Vi ơi. Vi. Chị con Vi uống sữa kìa. Con có sữa không? Con này chị ngủ thế. Bà này thì cô bị uống sữa đó. Từ nào. Nga nào, cô bị thế nào? Nó mỗi cô bị được á. Anh Bình xíu, anh Bình đi học về để ấy nha.
từ nào đi, để nắp nào nha, cứ bị từ từ nha. Rồi chị có bị uống chữa kìa. Chu chạy nha chị ơi. Bạn sao nào làm nha.